Kiều lên 200 triệu và hướng từ đại lý chính thức lên tổng đại lý là 10 người trong 3 tháng tiếp theo, và từ đại lý thử việc lên đại lý chính thức sẽ là 20 người, và tiếp tục khai thác cộng tác viên trên 550 người. Và 6 tháng tiếp theo thì team của em phải cố gắng lên được 100 đại lý lớn nhỏ chưa kể cộng tác viên ạ. Và doanh thu của 6 tháng tiếp theo sẽ là lên 500 triệu. Cảm ơn em Duyên đúng không em? Ừ, cảm ơn Duyên, em rất là Duyên nhé. Đấy các bạn thấy không ạ? Nhân khu vực miền Bắc có 300 triệu. Đây nó cách khu vực Bình Phước còn đã là 500 triệu rồi này. Đề nghị chỉnh lại giá ở dưới kia ngay. Nhất khu vực miền Bắc cũng có 300 triệu. 600 à? Ừ, thế nghe nhầm à? Đây là test ở Bình Phước còn 500 triệu rồi này. Rồi, nói vui thế ạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian cái này. Bây giờ tôi sẽ chốt lại các bạn một chút nhé. Tôi sẽ hướng dẫn lại cách mọi người làm cái kế hoạch. Mọi người đều phải lập kế hoạch cho bản thân mình đúng không ạ? Ví dụ con mình mấy tuổi, học trường nào, có đấy có phải là kế hoạch của các chị không ạ? Cháu sau này muốn là đi du học nước ngoài hay học trong nước, muốn làm nghề gì, việc gì đúng không ạ? Đấy có phải kế hoạch của các chị không ạ? Chúng ta đều phải lập kế hoạch. Thì tôi chỉ gợi ý các bạn một số cái điều như này. Thứ nhất là lập kế hoạch là mục tiêu là phải rõ ràng, định lượng nhá. Phải có định lượng. Định lượng là như thế nào? Bao nhiêu đại lý, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền, có số lượng chứ không định tính. Định tính là như nào? Sẽ nhất miền Bắc, nhất miền Bắc là bao nhiêu? Không ai biết cả, đúng không ạ? Không, tôi không cần nhất miền Bắc, tôi chỉ cần con số. Thứ hai là phải có khả năng thực thi. Người ta tiếng Anh người ta gọi là achievable, tức là có khả năng đạt được. Ví dụ bây giờ mình 100 triệu, mình nâng lên 150 triệu, 130 triệu là khả thi. Nhưng mà nâng lên 300 triệu là có vẻ hơi khó khả thi đấy. Giống như kiểu hôm nay mình đi học, mình được bơm doping. Thầy nói hay quá, mình về mình phải gấp 3 lần. Thì là hơi khó khả thi. Tôi không nói là không làm được, nhưng mà khó. Thì mình 20, 30, 50% là ok. Đấy. Được chưa ạ? Thứ ba là mục tiêu là phải có một chút thử thách. Ví dụ mình nghĩ là 120%, tức là 1,2 mình đạt được, thì mình sẽ đặt mục tiêu là 150%. Hiểu ý tôi không ạ? Mục tiêu là phải có một chút thử thách. Chứ mà dễ quá. Giống như là đi tán gái đúng không ạ? Chưa tán nó đổ từ chán bỏ sư. Đi về, không hiểu không? Tán thì có một chút khó khăn một tí. Mặc dù là biết thừa là gì ạ? Biết thừa là đổ rồi nhưng mà vẫn phải giả vờ chảnh chó một tí. Đúng không? Được chưa ạ? Mọi người đặt mục tiêu trong kinh doanh cũng thế nhá. Có hai phần, tôi hay dạy nhân viên của tôi là có hai phần. Bao giờ cũng sẽ có một phần mục tiêu về công việc, và thứ hai là phần mục tiêu về doanh số. Công việc mà mình sẽ làm những đầu việc gì đấy. Từ đấy thì mình mới, ví dụ bây giờ mình muốn có 30 đại lý thì mình sẽ gạch mũi tên ra đây. Mình sẽ phải làm gì để có 30 đại lý? Vậy mình phải tiếp xúc với 100 khách hàng thì mình mới may ra có 30 đại lý. Có đúng không ạ? Hay là mình bây giờ muốn có 30 đại lý mới thì trong tay mình đang có 10 đại lý rồi. Mình sẽ phân cho mỗi đại lý 3 người. Và bản thân mình phải có 5 đến 10 người, mình phải gương mẫu. Chứ thì xưa hết cho đại lý cấp dưới của mình không làm gì thì người ta sẽ không đồng tình. Mình phải là người gương mẫu, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng là trong cuộc sống chúng ta đều phải có các mục tiêu. Và chúng ta đều phải có kế hoạch ngắn hay dài hạn. Đấy. Và khi viết ra nhá, hàng tuần mình phải soi lại xem là mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm khối lượng. Và mình sẽ tìm giải pháp. Muốn có doanh số 100 triệu mình sẽ phải bán bao nhiêu sản phẩm. Muốn bán từng đó sản phẩm mình sẽ phải chi bao nhiêu tiền quảng cáo, phát triển bao nhiêu kênh. Mình phải có mục tiêu ra, rõ ràng ra, hiểu vấn đề không ạ? Các đại lý ơi, đang làm gì đấy ạ? Đang ngồi chuẩn bị tính tiền tháng sau à? Đấy, hân hoan lắm.
Ok. Đấy nhá, tôi hướng dẫn sơ bộ như vậy, được chưa ạ? Vâng. Rất tốt. Mọi người làm cái động tác như tôi vừa nói nhỉ, cái mục tiêu cá nhân đấy là chụp ảnh lại và gửi trong nhóm chưa, làm chưa? Rồi 100% rồi gì? Rồi ok tốt. Tiếp theo đây, bây giờ còn 15 phút nữa, sắp chỉ 20 phút nữa sẽ kết thúc chương trình. Bây giờ có ai có câu hỏi gì cho tôi nữa không ạ? Có ai có ý kiến phản hồi gì không ạ? Hay là đóng góp nhá, mọi người cho tôi biết cái ý kiến của mọi người trong ngày hôm nay. Các bạn hỗ trợ đã gửi cái tờ giấy A4 như thế nào, hoặc là ai đó đứng dậy chia sẻ, một hai người đứng dậy chia sẻ xem là ngày hôm nay công ty Trangbon tổ chức cái sự kiện như này, các bạn đã học được điều gì và các bạn sẽ quyết tâm như thế nào, các bạn có đóng góp gì cho công ty và cho giảng viên hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ bước sang cái phần rất là trang trọng, và phía công ty Trangbon sẽ có một cái chứng nhận nho nhỏ, chứng nhận các anh chị đã tham gia cái chương trình này của công ty Trangbon, một cái chương trình đào tạo. Và chúng ta sẽ kết thúc chương trình đúng 5 giờ. Và tôi muốn lắng nghe một hai ý kiến của các anh chị về chương trình ngày hôm nay của công ty Trangbon Cosmetics ạ. Ai có chia sẻ không ạ? Vâng, vâng, mời anh Adam ạ. Vâng, rất cảm ơn anh đây, anh đây ạ. Cảm ơn anh nhiều. Trước hết cho mình gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đại lý công ty Trangbon nhé. Hôm nay cũng được về đây tham gia một cái khóa học do công ty Trangbon tổ chức. Trước hết là cảm ơn Nick Chan đã tâm huyết và đầu tư để cho các đại lý có một buổi học thật ý nghĩa. Thứ hai là cảm ơn thầy Phan Anh đã đứng mỏi chân cả buổi để truyền đạt tất cả những cái gì mà tinh túy nhất của kinh doanh online cho các đại lý của công ty Trangbon. Thì qua buổi học này thì mình cũng thấy được rằng kiến thức thì đúng là thật là sâu rộng, càng học thì mình thấy là càng phải thiếu nhiều. Học được của thầy Phan Anh những cái mà cũng rất là tốt, thì hy vọng rằng trong thời gian 1-2 tháng tới thì từ phía công ty Trangbon sẽ có nhiều cái động thái để phát triển đại lý mạnh hơn, để cho làm sao các đại lý có cơ hội gắn bó và phát triển mạnh mẽ cùng công ty Trangbon trong thời gian tới. Xin thưa, cảm ơn mọi người. Em là đại diện bên đàn trai. Vâng. Vâng. Xin mời còn ai nữa không ạ? Nhà gái đây rồi. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời ạ. Và nếu mà không lên đây thì đứng cạnh chỗ cũng được đi ạ. Và lên đây thì sẽ hay hơn ạ, vì đứng gần tôi ạ. Đây ạ, vâng, mình đấy. Vâng. Ok. Mọi người nhanh lên ạ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ. Khi mà mình đăng bài lên trên đấy ấy, thì